Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình có dung mạo đẹp xấu khác nhau. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn có dung mạo đẹp xấu khác nhau như vậy? Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta sẽ siêng năng tinh tấn, không tham đắm, tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, không có các loài hữu tình có dung mạo đẹp xấu khác nhau như vậy, tất cả đều có màu vàng ròng trang nhã xinh đẹp, mọi người đều thích nhìn, thành tựu sắc thân thanh tịnh, viên mãn tối thắng. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình bị lệ thuộc vào ông chủ nên làm ra việc gì cũng không được tự do. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình được tự do? Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình không có ông chủ, những việc làm đều được tự do, cho đến không thấy hình dáng của ông chủ, cũng không nghe đến tên của ông chủ, chỉ có Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng pháp để thống nhiếp, gọi là Pháp Vương. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình có sự khác nhau giữa các cõi địa ngục vân vân. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn có sự khác nhau giữa các cõi thiện ác. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có sự khác nhau giữa các cõi thiện ác, cho đến không có tên các cõi ác. Tất cả hữu tình đều đồng một loại, cùng tu một nghiệp, nghĩa là tất cả đều cùng nhau tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ trong chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tu hành bậc đại bồ tát, tu hành pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu hành gieo nhân để được tướng hảo, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành các hạnh đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình có bốn loại sanh khác nhau. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn có bốn loại sanh khác nhau như vậy. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có sự khác nhau của bốn loại sanh như vậy, tất cả hữu tình đều đồng một loại hóa sanh. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình không có năm tuệ thần thông, làm việc gì cũng không được tự do. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình đạt được năm tuệ thần thông.
Suy nghĩ như vậy liền nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đọc, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình đều thành tựu đủ năm thần thông thù thắng. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy, nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình ăn uống bằng đoạn thực, thân thể có các đại tiểu tiện và máu mủ hôi thối rất là nhàm chán. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình, làm cho trong thân không có dơ nhớp như vậy. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình chỉ đồng thọ dụng thức ăn bằng pháp hỷ lạc vi diệu, thân của họ thơm khiết không có các thứ nhơ nhớp. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy, nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình sống thiếu ánh sáng, khi làm việc gì đều phải tìm đèn đuốc. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình xa lìa sự thiếu ánh sáng như vậy. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình thân thể đều có đủ ánh sáng chẳng nhờ bên ngoài chiếu vào. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy, nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thế các hữu tình ở đêm, ngày, một tháng hoặc nửa tháng bị thời tiết xấu thay đổi bất thường. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình khiến cho chỗ họ ở không có sự thay đổi thời tiết của ngày đêm. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có thời tiết và tên của ngày đêm, một tháng nửa tháng. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy, nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thế các hữu tình tuổi thọ ngắn ngủi. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình xa lìa tuổi thọ ngắn ngủi như thế. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình tuổi thọ lâu dài, kiếp số cũng khó biết được. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy, nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình không có tướng tốt. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình được tướng tốt đẹp. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình đều có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm viên mãn. Hữu tình nào thấy đều phát sanh lòng hoan hỷ thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy, nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các loài hữu tình thiếu các căn lành. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình giúp cho đầy đủ căn lành. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm,
phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình, tất cả căn lành đều được hoàn hảo, thù thắng thanh tịnh. Nhờ căn lành này mà đem những vật cúng dường thượng hạng để cúng dường chư Phật, nương nhờ phước lực này mà sanh nơi nào cũng có thể cúng dường chư Phật Thế Tôn. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thể các hữu tình, thân tâm bị bệnh hoạn, thân bệnh có bốn là gió, nóng, đàm và các bệnh lẫn lộn khác, tâm bệnh cũng bốn là tham, sân, si và mạn. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình, thân tâm hết bệnh khổ. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình thân tâm bị bệnh khổ, cho đến không có cái tên bệnh của thân tâm. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có những sở thích sai khác về ba thừa. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình có sở thích hẹp hòi, khiến họ xả bỏ sở thích về nhị thừa mà chỉ hướng về đại thừa vô thượng. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không thích quả thanh văn độc giác thừa, cho đến không có tên của nhị thừa. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình tăng thượng mạn, chưa xả nói là xả, chưa đắc nói là đắc. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình, xả bỏ sự trói buộc của tăng thượng mạn. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có những người tăng thượng mạn như vậy, tất cả hữu tình như thật tri kiến về những điều đã xả đã đắc. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình sanh chấp trước, nghĩa là chấp trước sắc uẩn, chấp trước thọ tưởng hành thức uẩn, nói rộng cho đến chấp trước hạnh của Đại Bồ Tát, chấp trước quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình xả bỏ những sự chấp trước ấy? Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình không có những sự chấp trước như thế. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy, nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thế có Như Lai ứng chánh đẳng giác với tuổi thọ ánh sáng cùng chúng đệ tử nhiều không đếm hết. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để được tuổi thọ ánh sáng và chúng đệ tử nhiều không giới hạn. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Tất cả tuổi thọ ánh sáng chúng đệ tử của ta đều không có giới hạn. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí.
Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy chu vi vùng đất của Như Lai ứng chánh đẳng giác không giới hạn. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào được ở vùng đất với chu vi không giới hạn, an ổn, phong phú và thái bình. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm. Phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Hằng hà sa số thế giới khắp mười phương hợp lại thành một cõi, an ổn, an vui. Ta ở trong cõi đó, thuyết pháp giáo hóa vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy vô số cõi hữu tình và thời gian sanh tử trước sau lâu xa. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, thời gian sanh tử và cõi hữu tình đều như hư không, mặc dù không có người thật sự luân hồi sanh tử và giải thoát, nhưng do các hữu tình hư vọng chấp trước nên luôn luân hồi sanh tử, chịu khổ vô cùng tận, ta làm sao để cứu giúp họ. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí, thuyết pháp vi diệu cho các hữu tình được giải thoát đại khổ sanh tử, cũng giúp cho họ chứng tri về sanh tử, giải thoát đều vô sở hữu, hoàn toàn là không. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí.